Món vịt quay là món mà chúng ta thường tìm thấy trong các nhà hàng hay được dùng để đãi khách trong các yến tiệc. Tuy nhiên, thông thường thì chúng ta dễ dàng tìm thấy món vịt quay Bắc Kinh trong các nhà hàng Trung Hoa ở khắp nơi. Nhưng với món vịt nướng chao thì ít khi thấy các nhà hàng nào có bán món này. Và đặc biệt nhất là vịt nướng chao ngon thì thật rất là khó tìm thấy. Khó không có nghĩa là không có. Tại thành phố Fort George, Virginia, không xa khu vực Eden của Việt Nam, nhà hàng Axotex là nơi mà chúng ta có thể tìm mua được món ăn độc đáo nhất của nhà hàng. Món vịt nướng chao, theo như ông chủ nhà hàng, thì món này còn được gọi là vịt đàn tỳ bà hay là vịt đàn guitar, vì hình dạng của nó giống như là cây đàn. Theo chân của chủ nhà hàng, chúng tôi được vào khu nhà bếp. Các món vịt hay là heo quay được ướp trước 2 ngày với công thức bảo mật để cho hương vị đặc biệt không thể lầm lẫn với các nơi khác. Sau đó được đem ra để ở nhiệt độ phòng, chuẩn bị trước khi quay. Cách quay cũng hơi cầu kỳ một chút. Tại phòng quay gồm có 2 lò. Trước hết thì với vịt nướng chao, vịt được cắt đôi ở phần ngực và banh phẳng ra. Hai con được treo vào với nhau ở phần xương. Còn vịt quay thường thì để riêng từng con, được đưa vào lò gas lớn có nhiệt độ khoảng 600 độ F cho đến khi da vịt có màu hơi vàng thì đem qua lò than nhỏ hơn hình tròn với nhiệt độ khoảng 400 độ F. Từng con vịt được treo ở bên trong chung quanh lò khoảng 30 phút, sau đó lại đem trở qua lò gas lớn. Riêng vịt nướng chao thì phải bọc phần xương của vịt với một lớp giấy nhôm trước khi cho vào lò. Nướng cho đến khi chín, có màu vàng đẹp mắt. Sau cùng thì đem ra vẩy ráo nước mỡ, rồi treo lên, bôi qua một lớp gia vị dầu cho bóng da cùng với mùi vị đặc trưng. Với lớp da vịt được quay hơi giòn, cắn qua lớp da xuống lớp thịt mềm ở bên dưới mới cảm nhận được hết mùi vị đặc biệt của món vịt nướng chao. Nếu quý vị nào trót yêu cái cảm giác cắn một miếng da giòn rụm của vịt quay Bắc Kinh và thòm thèm những miếng vịt thấm đậm gia vị của vịt quay Việt Nam, thì quý vị không nên bỏ qua món vịt nướng chao nơi đây. Tuy da vịt quay không giòn bằng vịt quay Bắc Kinh, nhưng bù lại thì miếng thịt được ướp đậm đà gia vị. Chắc chắn sẽ đủ níu kéo quý vị tới lần thứ hai, rồi lần thứ ba và nhiều lần nữa. Vịt nướng chao của Axotex chung quy đều tựu ở một chữ ngon. Nếu quý vị là một tín đồ mê vịt quay thì không nên bỏ qua nhà hàng trứ danh Axotex với món vịt nướng chao tại địa chỉ 6124 Arlington Boulevard, Fort George, Virginia 22044.